Xin chào các bác, chào mừng các bác quay kênh Xẹp Đua 88. Tiếp tục video ngày hôm nay thì em xin được làm một cái video đóng hàng các bác nhé. Thì tiếp tục ngày hôm nay thì đây là một mẫu Cheater Stick Pro bản 1/2 R7000. Thì con này là con màu đen xanh dương nhé. Thì ngày hôm qua em cũng mới review cho bác xem. Đây, nó đây luôn nhé. Đấy, thì ngày hôm nay đã được một bác ở Hồ Chí Minh mới đặt luôn. Đấy, em đang đóng hàng và chuẩn bị gửi cho các bác đây. Và cũng tiện quay luôn cho bác cái clip để cho các bác nào mà đang lăn tăn ở tỉnh xa khi đặt hàng biết đi em đóng hàng có chuẩn không, hay là tức là nó có an toàn để khi các bác nhận về sẽ là một chiếc xe nguyên vẹn như mới không. Thì đây các bác xem luôn và yên tâm luôn. Đây em sẽ đóng xốp cũng như là bọc đầy đủ kín đáo, nói chung là tất cả những phần nhạy cảm bên em đã có xốp chống sốc, thì các bác yên tâm chỉ việc đi thôi. Đấy, về thì có nắp cũng rất đơn giản, chỉ cần nắp bộ ghế bánh trước này, ghi đông này, và cái yên này, bàn đạp và đồ tặng nữa là các bác đi tèn tèn được coi nhá. Đấy, bơm hơi các kiểu nữa. Đấy, còn cách căn chỉnh thì các bác cũng yên tâm luôn, bên em cũng đã căn chỉnh qua. Và tuy nhiên thì đi đường vận hành không may là sắp có bị hơi nảy một tí thì bên em sẽ côn video cũng như là sẽ hướng dẫn cho bác cách căn chỉnh đề cũng như là phanh. Hỏi những cái vấn đề gì mà các bác đang thắc mắc thì các bác nên ngay số điện thoại hotline bên em để được giải đáp nhá. Đấy, còn con này thì hiện tại shop vẫn đang còn những cái mẫu, còn nói chung số lượng cũng còn rất là ít về cái mẫu gọi là thành đĩa và khung carbon này nhá, rất là ít luôn, nên con nào đang lăn tăn đặt hàng nhanh tay vì số lượng nó còn rất ít các bác nhá. Đấy, mức giá thì rất là hấp dẫn luôn, chỉ từ 15,6 triệu các bác nhá. Ok, đường link mẫu xe này em sẽ để ngay bên dưới để các bác có thể vô tìm hiểu kỹ hơn chi tiết về mẫu xe này nhá. Còn bây giờ thì em sẽ đóng hàng cũng như bỏ thùng để gửi đi cho các bác đã đặt ngày hôm nay nhá. Và còn để đặt hàng hoặc là giải đáp tất cả các thắc mắc, các bác nên nghe số thợ hotline bên em, đó là 0933 522 186 hoặc 0936 307 317 để nhận được cái mức giá ưu đãi hấp dẫn nhất khi hàng các bác nhé. Còn bây giờ thì em sẽ gửi đóng hàng và gửi cho các bác. Cảm ơn các bác coi video này của em. Xin chào các bác.